lan nhụy vàng cánh trắng, còn bánh bông lan cánh vàng nhụy cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Ủa mà sao cô hai nín thinh không nói một lời? Ông bà mình có bảo hãy ăn thì nói, sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải rồi đó anh ba, hễ có ăn thì có nói, nhưng mà sáng tới giờ tôi bán chứ không có ăn. Nói vậy hồi nãy giờ tôi nít gần chục cái bánh bông lan rồi, chắc là phải ở đây nói hoài cho tới tối. Anh ba nè, anh ở thì tôi không dám mời, mà anh không muốn đi thì tôi cũng không có hối. Vậy chứ cô hai hối làm sao cho đành đoạn, khi chỉ tại nhớ cái bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi lặn lội tới dưới này. Ủa không lẽ trên anh không có? Nhưng chắc người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Cảm ơn anh ba nha, để tôi về tôi nói lại, ba má ở nhà xây bột đổ khuôn đó. Ủa nói vậy không phải mà chắc nhờ tay nướng khéo đó. Chàng ơi, mấy đứa em tôi mà nó nghe anh khen như vậy nha, chắc nó mừng lắm đó anh ba. Ủa cô không phải mà cô hai nè, cô hát chi vậy? Không lẽ là tôi nói là tôi phải tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì anh ba? Nhớ bánh bông lan. Bông lan ma ấm miệng kề, thương anh bởi tu hòa lân tiếng hát đưa duyên. Con đò dạm cỏ lên nên quen môi nhớ miếng bước lên mình. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi thiệt thà nên hãy nghĩ làm sao thì nói ra làm vậy. Nếu mà anh ba xuống tới đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ để anh dùng. Không lẽ cho anh mượn khuôn, mượn lò để anh về anh nướng bánh anh ăn? Dạ, tôi có nghe nói cái nghề làm bánh đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng, còn phải khéo tay nữa. Vậy không ấy anh ba về rồi đưa gì ba xuống, ba má tôi không có xấu bụng giấu nghề. Tôi cảm ơn, nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Ủa, nói vậy anh ba đây chưa có vợ hả? Dạ, từng tuổi này mà tôi còn ở vậy có mình ên hả? À thôi tôi biết rồi, chắc phương tại anh ba lọc lừa kén chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải không? Cũng có lọc lừa có kén chọn gì đâu, nhưng chắc tại cái mùi đi bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. À hay là để tôi làm mai cho anh cô bạn, làm bánh
cô hai nè. Sao tôi nói cái gì cô cũng bàn ra hết trời vậy? Thôi thì nói gần nói xa, không qua nói thiệt. Cô hai, tôi lặn lội xuống dưới này là tại tôi nhớ, nhớ cô hai.